thân đến đâu cũng đừng giúp người khác ba việc này nhé. Vì đôi khi lòng tốt lại gây ra những sai lầm không đáng có đó. Thứ nhất, đừng vì nể nang hay vì thể diện mà nhận lời giúp việc quá năng lực của mình và khiến cho mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ sở. Vậy là mất đi ý nghĩa của việc giúp đỡ mà lại còn khiến bạn trở nên rất là mệt mỏi. Ví dụ như khi ai đó mượn tiền bạn, bạn không sẵn lòng nhưng vẫn cố gắng cho mượn, để rồi bị cảm giác khó chịu bủa vây. Thứ hai, đừng giúp người khác những việc mà bạn không giỏi. Tốt nhất là hãy đề xuất người mà theo bạn có thể làm việc đó tốt hơn bạn ấy. Vì khi bạn nhận lời và mọi việc không diễn ra tốt đẹp như mong muốn, cuối cùng người bị tổn thương, bị đánh giá lại là chính bạn đó. Thứ ba, đừng giúp người nào đó làm những việc mà chính bạn cũng không muốn làm. Đừng để chỉ vì muốn giúp một ai đó mà làm những việc không đúng đắn hoặc làm ảnh hưởng đến người khác. Giúp những việc như vậy sẽ ảnh hưởng đến chính uy tín và danh dự của bạn đó. Lòng tốt chỉ thật sự có giá trị khi bạn đặt đúng chỗ, đúng người và đúng thời điểm thôi bạn nhé. Chia sẻ với Tâm quan điểm của bạn về vấn đề này nhé.